chúng ta cùng đến với lại game thứ game thứ hai trong set thứ ba. Đúng rồi, xài cái BlueStacks ấy để có thể stream được ngon. Chứ còn nếu phản chiếu ở trên pin ấy thì nó mờ lắm. Mọi người có xem cái clip và studio của tôi đấy. Đấy là mình đã làm clip nói về những cái gì mà mình sử dụng để stream đấy, cho mọi người xem. Và một quay trở lại với trận đấu thì đây có thể là một deck bầu rồi. Deck bầu đến từ xa Dark Shadow và Uchiha thì là một cái deck Golem. Có thể là Golem, có bình như thế này có thể là Golem. Có Nightwish chắc Golem lại càng cao hơn. Golem mà gặp Xbow thì Golem khỏe luôn. Xbow phải thủ, Xbow không thể công được. Hãy cẩn thận khi họ đặt Xbow. Hãy cẩn thận khi họ đặt Xbow, tại sao lại hút con Mega nạ, con Mega cao như vậy. Con IC Wizard có nằm xuống không? Một pha đập bình hơi cao. Tuy nhiên thì họ phải dùng Rocket thôi, không có gì là phải lộ đến đấy. Khi mà Uchiha gặp đặt Golem thì nếu mà Dark Shadow muốn thắng phải đặt Xbow lệch về một phía. Thì có thể công được. Mà Xbow như thế này thì rất dễ con Golem nó chết thôi. Tuy nhiên thì con Golem sẽ không bị. Vâng, xử lý rất là thông minh khi mà kéo cái Tornado xuống. Kéo Tornado về phía bên này làm cho con Golem bị đổi hướng. Rồi bây giờ thì nói Dark Shadow xử lý rất là thông minh khi mà đặt cái Xbow về phía một lệch về một phía không bị poison. Bây giờ thì có cả con ngựa đen. Tuy nhiên ngựa đen đã sắp rồi. Lấy cái gì thủ bên kia đây? Mega con qua cầu chưa? Qua cầu rồi. Golem cũng chắc nằm rồi. Golem không có quân support, tuy nhiên đã không có poison rồi. Tornado rất là tốt. Và Xbow nằm xuống rồi. Vẫn có 2 hit cho con Mega. Và Uchiha anh phải nói là không tội gì anh cứ đặt nó là. Tuy nhiên anh quá nóng vội khi mà đặt con Dark Prince ở ngay cầu. Đặt con Dark Prince ở ngay cầu là một cái điều không hợp lý khi mà nó không tận dụng được cái khả năng rút ra của nó. Bây giờ là Tornado kéo con Golem ra rồi. Liệu rằng có thời gian để cho Xbow bắn trụ không? Tại vì cái deck của nó xoay rất là nhanh. Thủ rất là nhanh, rất là tốt. Xbow bắn trụ rồi, cần một cái lock để xử lý không? Phải dùng giáp rồi. Trong cái tình thế khó như thế này thì mình nghĩ là Uchiha vẫn phải boost Golem thôi. Và xử lý có hai cái giáp đã không lock. Cái lock không thể reset được. Oh my god. Hey. Xử lý rất là thông minh khi mình kéo Tornado về phía bên kia làm cho cái Xbow nó thay đổi. What? Well played. Vâng, Channel Louis. Thanh niên nào đây? Kéo rất là thông minh, một từ pha xử lý rất là thông minh. Có lẽ là mình phải đào nó lại trận này để xử lý cho mọi người xem. Mới 3-2 thôi mà. Thế sao lại 3-3 rồi? Mình có bị nhầm không ta? Mới có set 6 à? Ghi nó ghi sai rồi, mới có 3-2 thôi à?
Ok, em quay trở lại trận đấu. Trận Hàn hôm qua thì bọn kia nó yếu, Cộng hòa ship là một đội yếu. Nhưng mà nếu mà thắng áp đảo như vậy thì sẽ nhàm chán cho người xem lắm. Mình thích stream lâu lâu à. Hàn à. Thứ tư là Hàn đánh với lại Trung Quốc, nói cực kèo cực kỳ hay, anh em nào muốn xem cứ subscribe kênh của mình đi. Hàn đánh với Hàn Quốc thì nhầm, Hàn đánh với Trung Quốc. Hàn đánh với Hàn Quốc thì nói chuyện làm gì vâng mã mã luôn vào trụ quá easy rồi, nhưng mà xem chỉ có một hit thôi, chỉ có một hit thôi, dùng một hit không có hit nào luôn. Phải nói là khi mà xuất hiện đàn mét thì La Balloon với lại rất là khó, rất là không có cửa luôn. Đây là một cái deck mega balloon mega knight và có miner balloon tiếp theo, cầm giáp trên tay nước mắt rơi ngay. Ông Phong, nếu mà người để ý là ông Phong ngày nào ông cũng đánh cuối, ông Phong ngày nào cũng đánh cuối và cũng đánh được ra trận. Với Phong thì là một captain của Hàn Quốc. Mình xuống stream trận nào thì Phong cũng đéo được ra luôn. Hai phải đánh à, và quay trở lại với trận đấu thì Balloon này quá là đơn giản rồi, nó deck ba deck Mega Knight Balloon quá là easy khi mà có thể counter được cái khó. Với Bahamas chắc chắn là như vậy rồi, nhìn cái và cái deck là biết ngay là Bahamas rồi. Tuy nhiên là phải đặt mẹ đợi 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 Mega Knight từ từ thôi em, bên kia là rồi. Mega Knight bên này rồi, làm sao có thể counter được đấy, có khó để có thể push được. Được xử lý tới này đây, họ sẽ ăn một trụ thôi, họ sẽ ăn được một trụ thôi. Họ rất là thông minh khi đặt push Hawk này bên này. Tuy nhiên thì bây giờ có đủ lấy không, họ sẽ đặt bám mất này bên này rồi. Một hit, một ba luôn sẽ có một hit, ba luôn sẽ có một hit, một hit Miner đánh rồi, Miner đã rút xì xét được rồi. Ui một hit thôi, một hit thôi, tuy nhiên thì cũng đã sắp bật lờ rồi. Phải nói là cố lên Fabi, cố lên, đang nằm cửa trên mà. Mặc dù là lợi thế về Eli hơi thấp rồi, tuy nhiên thì vẫn cố được, dùng mana đập, rồi, dùng mana đập, bây giờ sẽ đặt, ôi, không, thiếu Eli, rất là khó đấy, rồi mấy các bạn bên kia làm sao thủ được, rồi đâu, các em ở đâu, ui rồi ơi. Rất là tiếc vì bị thiếu hụt Lily rất là lớn. Nhớ subscribe để nó biết tí.